Mini GIDLE bị chỉ trích vì diện đồ lộ nội y trên sân khấu. Thành viên của nhóm nhạc GIDLE vấp phải nhiều phản ứng trái chiều về trang phục gợi cảm trong concert gần đây. Theo Wikitree, thành viên Mini của nhóm nhạc GIDLE vướng tranh cãi về trang phục khi biểu diễn ca khúc Mi Bet tại concert của nhóm. Theo hình ảnh từ buổi concert, Mini cùng các thành viên Sojon và Zuki diện mút quần cạp trễ gợi cảm, lộ viền nội y. Tuy nhiên, quần của Mini lại trễ sâu nhất, lộ phần lớn da thịt ở hông, tạo cảm giác không phù hợp với trang phục sân khấu, khiến cộng đồng mạng chú ý. Một số người chỉ trích stylist nhóm vì độ hở hang quá mức của chiếc quần. Đây mà là quần à, quần gì mà tụt thế này? Là những bình luận dưới bức hình của Mini. Tuy nhiên, nhiều người lại bênh vực nữ thần tượng, dành lời khen ngợi tới vòng bụng phẳng lì của Mini. Họ cho rằng trang phục phù hợp với concept girl group của GIDLE. Đây không phải lần đầu nữ thần tượng vướng tranh cãi. Trước đó, Mini bị chỉ trích vì đăng tải bài viết được cho là đá đều chương trình Melon Music Award mà vì GIDLE trượt giải đê sang bài hát của năm. Mini tên đầy đủ là Mini Nicha Jontharak, sinh năm 1997 tại Bangkok, Thái Lan. Gia đình của Mini thuộc tầng lớp hay sót từ chỉ những gia đình giàu có bậc nhất Thái Lan. Năm 2018, cô ra mắt trong nhóm nhạc nữ GIDLE. Với màu giọng độc đáo, Mini đảm nhận vai trò hát chính trong GIDLE. Ngày 31 tháng 12, công ty VR toàn cầu Pico đã phát hành concert ảo của GIDLE mang tên Foreverland. Khán giả xem concert có thể cảm nhận được cảm giác chân thực sống động thông qua góc nhìn 360 độ, kết hợp quay phim live action. Người hâm mộ có thể phóng to, thu nhỏ, thậm chí vẫy live stick để có trải nghiệm như đang ở trong buổi hòa nhạc.